Thắm chào mọi người nha. Buổi chiều thì Thắm làm một cái clip nhấp cá rô mọi người ơi. Buổi sáng thì Thắm câu cần tay mà nước cạn quá, câu cũng được ít con. Buổi chiều này thấy nước lớn vô ngon quá, Thắm sẽ nhấp cá rô. Ở đây khu này nay là người ta nuôi nuôi cá rô lại nhiều rồi mọi người. Nguyên cái khu này giờ nó nuôi quá trời luôn rồi, chứng tỏ là cá rô đây là bắt đầu nay nó có lại rồi. Đây, mọi người thấy ao nuôi nè, thấy không? Ở trên kia cũng vậy, ở nguyên cái dải trên kia cũng vậy, người ta nuôi nhiều lắm. Ta nuôi nè, có mọi người thấy bây giờ Thắm cũng giải thích với mọi người là tại sao cá rô nó cá rô lai nó nhiều ở ngoài sông nó nhiều vậy. Mấy con cá như này nè, đây mọi người thấy nó có mấy con mà nó bị yếu yếu gặp đó đó, như con đó đó, đó các mọi người thấy không? Con đó nó yếu yếu đó, nó bị bệnh hay là nó bị yếu gì đó, cái người ta vớt từ dục ra sông, người ta sợ nó chết á. Trong ao nó ô nhiễm, người ta dục ra sông. Thì ra sông thì nó thích nghi môi trường, cái nó lớn của mình nó khỏe mạnh, nó lớn lên thì mình câu nó mới có. Rồi, qua bên sông. Đây ông anh chủ vườn mít mà Thắm hay nói đây, hay qua bên vườn của ảnh câu đây. Ảnh ở bên kia sông. Em câu chắc mai em mới về. Xuống sáng nước cạn quá, câu mấy con cá rô nhỏ nhỏ, cá lớn không ăn. Đây, cái câu mà Thắm hay qua đây. Nay lục bình nó cũng tương đối là câu ngon rồi nè. Đây nè. Thấy không? Rồi, qua chiến thôi mọi người ơi. Úi da, trời ơi cây này ổng không cọp rồi, lắc thấy ghê quá. Biết lắm mà. Nhìn con lẹ quá đã, cá rô đồng quá ngon luôn. Vụ nó thấy ghê thiệt. Ôi trời. Quá đã các bạn ơi. Quá tê luôn. Nó chui trong hốc cây nè. Chui trong hốc cây mà Thắm. Sướng không? Quá đã. Còn không nữa. Chơi kiểu này cũng được, khỏi phải dọn cực quá mọi người ơi. Quá đã. Hút sâu dữ ta.
Quá sướng không? Cực quá, này nhấp nhấp móc dọn lỗ cực quá, đánh nhấp nhấp đang luôn mọi người. Quá đẹp. Mấy con này nhỏ nhỏ là nói chung là chút nữa bỏ vô vô bịch rộng chút nữa thả hết mọi người ơi. Đỡ dọn cực quá. Ủa sơi. Con này ngon quá nha. Con lớn bằng con lãi mà cũng rất là ngon cá. Quá đẹp mọi người. Cá nó xuống đây hết trơn. Hàng gì câu, câu trên đó nãy giờ không à. Con này nó nuốt sâu quá thôi, chắc thám thả luôn mọi người. Trắng đã ghê. Đây để cái vỏ ngoài kia. Thích cái bịch này.
Ôi trời, cuối cùng cũng được con. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi da. Ôi trời. Quá đã các bạn ơi. Trời ơi. Cuối cùng thì sau một hồi vất vả thì cuối cùng là tám cũng được đền đáp rồi mọi người ơi. Quá quá tuyệt vời. Thằng khủng rồi. Quá xa sướng luôn. Cho tám review chút xíu nha mọi người. Ngày nay là kiếm được con này, kiếm ngày nay kiếm con khủng này cực quá đi. Sáng giờ cực quá, chiều đầu giờ chiều giờ cực quá mọi người ơi. Nay tám tưởng là không có clip đẹp để mọi người coi, thiệt sự luôn đó. Giờ này là 4 giờ 5 giờ rồi. Mà sáng giờ lên cũng được, chiều giờ lên được có mấy con mang cá đực nó không được đẹp. Với lại cái cảnh quay nó cũng được đẹp tại này chui trong cái bụi lùm này. Tám cũng không có quay được, tám cũng nhờ ông anh cũng quay giùm. Mà không có lấy cận cảnh được tiếc cái này, nhưng mà con cá rất là đẹp. Tưởng đâu hôm nay là không có clip đẹp cho mọi người xem rồi. Ở đây là ngay chỗ này là bên đây là cái khu dãy nuôi ao nuôi của người ta mọi người. Ở đây là cái con kênh dài lắm, chút ra ngoài tắm quay cái hiện trường cho mọi người xem. Để mọi người cứ nhầm lẫn là tắm câu cá nuôi. Mà thật sự đây là con kênh. Vô. Trời ơi, săn cái clip đẹp cho mọi người xem cực quá, vất vả quá, không phải là tắm than là thở gì mà thật sự ra là mọi người xem cũng thông cảm và thương cho anh em làm YouTube. Nhiều lúc họ muốn đi làm cái gì đó gọi là nó hay, nó mới, nó lạ cho mọi người xem. Mà để đạt được những điều đó thì trải qua rất là nhiều công sức mọi người. Úi xời. Ui, con này ngon quá nha. Con lớn bằng con lãi mà cũng rất là ngon cá. Quá đẹp mọi người. Cá nó xuống dưới đây hết trơn. Hàng gì câu trên đó nãy giờ không ăn. Con này nó nuốt sâu quá thôi, chắc tám thả luôn mọi người.
săn mà biết lắm mà. Đây, tiểu tử. Úi sơn, úi sơn, quá đã. Đúng là ngay một cái luôn rồi. Ngay lỗ cá luôn rồi mọi người ơi. Đúng là ngay lỗ cá luôn rồi. Quá đã nè. Thôi mọi người, không ngủ công của Tám mọi người. Trời, nước sâu không vậy ta. Trời, đi chắc chút lượng nước sâu mà. Cái cây nó lũi mới đây đâu à. Thả nó mà cuối cùng là tự nó nhảy xuống luôn rồi mọi người. Mấy con mà nó nút sâu sâu quá, Tám thả trước luôn. Nó to nhưng mà cái nó nuốt sâu tại trong cái kẹt này. Cũng sợ sợ nó sảy trong mấy cái lùm này, nó ăn chính xác sảy, không phải là mình tiếc con cá mọi người, mà nó sảy cái nó dướng nhạo, dướng phao rồi nó đứt lưỡi rồi lại làm lại cực lắm. Nên Tám cho nó ăn chắc chút xíu. Ngay cái miệng cống luôn, ngay cống trong ao xả ra rồi. Để xuống ăn liền nha. Trời ơi, để xuống ăn liền mà mọi người ơi. Trúng rồi. Trúng lẩu rồi. Trúng lẩu rồi. Ô, thứ dữ rồi. Chết cha. Rồi, đừng nó sảy nha. Còn mà. Còn không? Chết cha rồi. Còn cá không? Rồi. Đừng nói vô bầy mà để sảy nha. Còn mọi người ơi. Trời ơi, sợ chui sẽ lòng tay xuống cá nó chạy hết. Nó chui trong lùm đó, phải lội xuống gỡ nó mới được. Bởi vì cái này mà cho ăn mà không chính xác là sảy đây. Con này nó to quá mà nó nuốt hơi sâu rồi, Tám cũng thảy luôn mọi người, to lắm rồi. Còn cho nó im ru rồi, đừng nó đi hết nha, uổng lắm á. Đi con mày đi con tôm đông mày qua, thôi mày qua làm nước cái rô tiếp dự trữ. Vô còn sự tìm. Ăn nữa mọi người ơi. Ăn nữa. Ăn rồi nè, trời ơi. Sảy rồi.
Đang kiếm con hung rơ làm cái tiêu đề coi. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Mày chẳng mày. Cái thủ đồng không ta. Nhỏ nhỏ. Cái là chắc bữa nó kẹt chắc deep view. Cái rô đậu nè, đó, vậy mới được chứ, cái đâu mà tí tí hoài vậy, quá đã, cá rô đồng thiệt là ngon luôn, đúng ngon cá rô đồng, quá đẹp, tạm kết thúc clip mà mọi người ơi, cá thì còn rất là nhiều ở dưới lỗ nè, tại đây tắm tới ngay cái miệng cống, trong ao nó ra. Quá trời luôn, nhưng mà cái giờ tối rồi, 5 giờ rưỡi rồi, hết thấy đường rồi, chút về sợ mất mưa rồi nữa. Để Tám review cái lượng cá, cái cá số cá ngoài kia Tám còn để ngoài kia mọi người. Còn cái cá này, cá nãy giờ Tám làm biến sách cái vỏ theo, có được mớ cá đây. Có con là ngon ghê. Hôm nay là Tám, cuối cùng là đây là đền đáp công ơn của Tám nè. Đã ghê không? Nói chung là Tám cũng thả hết mọi người. Hôm qua đi được mới cá nó ngon quá mới ăn rồi, nay không ăn nữa, ngán rồi, không phải ngán mà là ăn hôm qua đủ rồi, để Tám thả luôn nha. Cá ngon không, cá đỡ ghê không, cá tròn do không, cá đúng ngon luôn. Con này cá đực bự như là cá đực.
Đây. Quá phơi mọi người rồi, quá cực. Đây nè. Đây là tấm, đây là cái ao nuôi của ông anh. Đây, tấm này tấm câu ở bên đây là bên sông nha mọi người. Ở đây tấm phát hiện ra là đây là cái cống. Ở trong ao này nó chảy ra nè. Bởi vì nãy giờ tấm đi đi từ dưới đây lên đây rất là xa, tưởng nó không có cá rồi chứ. Ai ngờ lên tới đây được mới một ngày cho ổ luôn, nhưng mà cá còn rất là nhiều. Nhưng mà do giờ này cũng 5 giờ mấy rồi. Rồi giờ tấm tạm kết thúc clip ở đây. Cảm ơn mọi người xem video của Tám nha. Tám có thấy hay thấy vui thì like đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ cho Tám vui ha. Để đây là Tám review của cái dãy ao cá của ông anh đây. Đó. Mọi người thấy không? Đây ở đây là khâu là chủ yếu là câu gần mấy cái ao cá này mọi người. Đó. Ao nuôi nè. Thấy không? Ở đây là có con kênh mình câu đây. Mình thấy mình lật mặt. Nãy Tám mọi người thấy Tám chui trong mấy cái bụi lùm đó. Trên là có nhiều chỗ mà nhấp được thì quay cận cảnh được thì Tám quay, còn có nhiều chỗ mà quay cận cảnh không được thì mọi người xem thông cảm cho Tám nha. Tại chui trong mấy cái bụi đó khó. Chui con người chui vô đã khó rồi, thì đặt máy quay rất là khó. Đó, cái sông bình thường thì mình hay câu ở mắt bên kia sông đó mọi người. Bình thường mình hay câu bên kia sông, nhưng mà hôm nay nước cạn quá, cá bên đó nó cũng nhát. Đây sông thường là mình hay câu bên đó đó, câu nhưng mà nay là mình nhấp bên đây, chỗ này nãy nhấp tắm nhấp được mấy con nè. Rồi thì cuối video thì Tám cảm ơn mọi người xem video của Tám nha, nói hoài cũng mắc vui. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo.